Chuột Bramble Cay Melomys, Melomys rubicola, là loài gặm nhấm đặc hữu của Bramble Cay, cô lập, một quần thể san hô có thảm thực vật thấp với diện tích sinh sống khoảng 2 hectare nằm ở mũi phía bắc của dạng san hô Great Barrier ở Úc. Melomys rubicola tương đối lớn đối với loài gặm nhấm, với chiều dài cơ thể dao động từ 14,8 đến 16,5 cm và chiều dài đuôi từ 14,5 đến 18,5 cm. So với những con chuột khác, nó có đuôi dài, tai ngắn và bàn chân to, trọng lượng của nó được ghi nhận là từ 78 đến 164 g. Đuôi có khả năng cầm nắm ở đầu và phủ đầy vảy thô. Bộ lông có màu nâu đỏ ở trên và màu nâu xám ở dưới, với những sợi lông bảo vệ màu đen trên lưng. Giống như các loài Melomys khác, nó được mô tả là có mũi kiểu La Mã. Năm 2008, cơ quan bảo vệ môi trường của chính phủ Queensland đã công bố kế hoạch phục hồi cho loài này, do Peter Ladd chuẩn bị theo đạo luật bảo vệ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học khối thịnh vượng chung năm 1999. Kế hoạch khôi phục nêu rõ rằng mục tiêu của nó là đảm bảo và nâng cao trạng thái của loài Bramble Cay Melomys thông qua một chương trình tổng hợp giám sát quản lý mặt đất, tìm kiếm các quần thể khác và nâng cao nhận thức cộng đồng. Mặc dù vậy, lần cuối cùng người ta nhìn thấy loài này đã được các nhà nghiên cứu báo cáo vào năm 2009. Các cuộc khảo sát vào năm 2011 đã không tìm thấy loài vật này. Sau một cuộc khảo sát ngắn vào năm 2014 không tìm thấy dấu vết của loài này, các nhà khoa học bắt đầu tiến hành tìm kiếm kỹ lưỡng và bắt giữ bất kỳ sinh vật nào còn lại để bắt đầu chương trình nhân giống nuôi nhốt. Tuy nhiên, sau 5 tháng để có được những giấy phép cần thiết, khi đến nơi vào năm 2015, họ không thể tìm thấy một cá thể nào. Vào tháng 6 năm 2016, các nhà nghiên cứu từ Cục Bảo vệ Di sản và Môi trường Queensland và Đại học Queensland cùng báo cáo rằng loài này thực sự đã tuyệt chủng, đồng thời nói thêm, điều đáng chú ý là đây có thể là sự tuyệt chủng đầu tiên của động vật có vú được ghi nhận do biến đổi khí hậu do con người gây ra. Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế IUCN đã liệt kê loài này vào danh sách tuyệt chủng trong cùng năm, dựa trên đánh giá từ tháng 5 năm 2015. Bộ Môi trường và Năng lượng của chính phủ Úc chính thức công nhận sự tuyệt chủng của loài Bramble Cay Melomys vào ngày 18 tháng 2 năm 2019. Vậy điều gì đã diễn ra? Báo cáo của chính phủ bang Queensland tuyên bố rằng nguyên nhân có thể dẫn đến tuyệt chủng là do hòn đảo bị ngập lụt nhiều lần từ năm 2000 tới năm 2010, dẫn đến việc giảm thảm thực vật làm mất môi trường sống cũng như nguồn thức ăn cho loài này đã có thể trực tiếp gây tuyệt chủng. Mực nước biển được ước tính đã tăng 0,6 cm mỗi năm từ năm 1993 đến năm 2010, trong khi mực nước biển dâng cao, các yếu tố liên quan đến bão lốc cũng tăng lên. Nhà điều học John Wojnarowski của Đại học Chuck Darwin nói rằng sự tuyệt chủng là có thể thấy trước và có thể ngăn ngừa được. Trong nhiều năm người ta đã biết rằng vị trí của nó rất bấp bênh. Ông tin rằng sự tuyệt chủng của nó ít nhất một phần là do thiếu kinh phí cho các chương trình bảo tồn và thực tế là nó không phải là loài động vật đủ sức lôi cuốn để thu hút nhiều sự chú ý của công chúng. Theo Sydney Morning Herald, kế hoạch phục hồi năm 2008, kế hoạch mà mình đề cập trước đó, đã bị đánh giá thấp những rủi ro đối với sự tồn tại của loài vật này. Kế hoạch phục hồi đã được các nhà chức trách tuyên bố rằng các hậu quả có thể xảy ra của biến đổi khí hậu, bao gồm mực nước biển dâng và sự gia tăng tần suất cũng như cường độ của các cơn bão nhiệt đới, khó có thể có bất kỳ tác động lớn nào đến sự tồn tại của loài Bramble Cay Melomys như kế hoạch này mô tả. Báo cáo triển vọng đa dạng sinh học toàn cầu lần thứ 5 của Liên Hợp Quốc được công bố vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 đã chỉ trích chính phủ Úc về sự tuyệt chủng. Cơ mà chỉ trích cũng có ảnh hưởng tới miếng cơm manh áo, kinh tế của bất kỳ ai đâu. Vòng luẩn quẩn do con người chúng ta tạo ra chỉ có những nơi, những người thực sự bị ảnh hưởng quan tâm, còn lại xã hội vẫn phát triển, vẫn phồn vinh như chưa từng biết tới sự tồn tại của những loài đã biến mất bởi sự xa hoa, phồn vinh đó tác động. Cuộc sống áp lực, cơm, áo, gạo, tiền, đủ thứ cả. Bản thân mình cũng vậy. Có trách, chắc là trách bao triệu năm tiến hóa sao chúng mày không chọn hình hài đủ để con người quan tâm đặc biệt, như mấy em gấu trúc đỏ kia kìa, ai bảo mày chọn làm loài gặm nhấm cô lập ở cái đảo bé như hạt cát làm gì? Nói vui vậy chứ, khi làm video này, mình thực sự khá bất ngờ khi không thể tìm được bất kỳ đoạn video, hay thậm chí một bức ảnh trong tự nhiên nào về loài này cả. Ngoài ảnh của Wikipedia và của trang Australian Museum, còn lại đều là ảnh của các loài thuộc chi Melomys. Sốc! Hãy nhớ, mỗi hành động nhỏ của chúng ta đều trực tiếp tác động tới hàng nghìn loài vật khác ngoài tự nhiên bao la, à mà cũng không chắc là còn bao la bao nhiêu nữa. Hãy là một phần của giải pháp, đừng là một phần của vấn đề. Hẹn gặp lại!